Vô Sài Gòn hôm nay thì quá nóng cho nên là mình quyết định là sẽ để một cái ga giường nó cũng sexy, nóng bỏng không kém gì nhiệt độ Sài Gòn hôm nay. Đó là một cái ga Hello Kitty. Thì cái chủ đề mà mình muốn làm hôm nay nó cũng có nhiệt độ nóng như là cái thời tiết Sài Gòn. Hôm nay mình sẽ bàn về cái vấn đề là ánh sáng khi mà các bạn quay những cái video quay bút. Cái clip này là dành cho những bạn nào mà muốn chơi cái trò này một cách nghiêm túc. Các bạn muốn tham gia vào những cái video tập thể hoặc là những cái dự án lớn, những cái cuộc thi đấu lớn mang tầm quốc tế. Còn anh em mà mới chơi muốn đăng video xin nhận xét góp ý hoặc là muốn làm những cái video vui vẻ với bạn bè của mình thì có thể là dùng ánh sáng của những cái đèn ở nhà hoặc là các bạn mở cửa sổ ra dùng ánh sáng mặt trời hoặc là chỉnh trên điện thoại cho nó sáng sủa lên là ok rồi. Thứ hai là mình không phải là dân quay phim chụp ảnh gì hết cho nên là đây chỉ là những cái chia sẻ kinh nghiệm trong cái bộ môn quay bút này thôi. Vì mình thấy là có nhiều anh em là quay rất là tốt nhưng mà cái chất lượng hình ảnh nó bị tối và nhìn rất là khó nhìn được cái combo của anh em. Cho nên là cái nào mình có thể đầu tư được và mình cảm thấy là cần thiết thì mình nên đầu tư. Ánh sáng thì anh em có thể dùng ánh sáng ở nhà hoặc là nếu mà có cửa sổ thì dùng ánh sáng mặt trời rất là tốt. Nhưng mà cái vấn đề là anh em không thể nào điều chỉnh cái ánh sáng tự nhiên đó theo cái ý muốn của mình được. Ví dụ như là anh em đang quay lúc mà trời nắng thì nhìn video rất là ngon lành. Đó, 10 giây đầu quay rất là khủng, ngon lành. Nhưng mà tới giây thứ 11 tự nhiên nó tắt nắng, nó mưa. Đó thì cái clip lên nó rất là kỳ. Trong clip này thì mình sẽ giới thiệu với anh em hai cái loại đèn. Tất nhiên là mình đã từng sử dụng rồi nên là mình mới dám chia sẻ. Chứ không anh em ký đầu mình sao? Và anh em nào mà biết thêm nhiều loại nữa thì anh em có thể để lại cái comment bên dưới cho mọi người biết. Tất nhiên là nó cũng phải phù hợp một xíu, dù như anh em giới thiệu những cái mẫu đèn mà tầm 10 triệu thì thực sự là nó không có cần. Không có cần phải kinh khủng như vậy, đánh sáng như là studio thì thực sự nó không cần thiết trong cái bộ môn này. Cái loại đèn thứ nhất mình muốn nói tới đó là một cái bóng đèn LED. Cái này thì cái ưu điểm của nó là anh em có thể tìm mua ở bất cứ một cái cửa hàng bán đồ điện tử nào. Đó, và cái giá của nó cũng rất là rẻ, rất là sinh viên, học sinh. Tầm hồi trước mình mua là tầm 60-70 ngàn gì đó thì nó còn rẻ hơn mấy cái mod mà anh em mua nữa, cho nên là cái này mình nghĩ là anh em nào mua cũng được, nó không có phải là gì kinh khủng hết. Anh em nào mà để cái góc xéo xéo giống mình thì không nên để cái bóng đèn nó vuông góc với cái mặt bàn hoặc là ở phía sau của cái bàn tay, tại vì nó sẽ rất là dễ làm lộ cái bóng của chúng ta. Cái bóng ở đây là cái bóng của bàn tay chứ không phải là cái BD nha mấy bạn. Theo như kinh nghiệm của mình là anh em nên để cho nó hướng vào cái lòng bàn tay và để một cái độ cao mà anh em canh cho nó vừa phải, nó không có bị quá gắt mà nó cũng không có bị quá tối. Ở đây thì mình đang để nó cách cái mặt bàn mình là 60cm thì anh em có thể tham khảo cái chiều cao này. Khuyết điểm của cái đèn này đó là nó cần phải có một cái ổ điện hai chấu thì mới có thể sử dụng được. Thứ hai đó là với cái giá 60-70 ngàn thì chúng ta chỉ có mỗi cái bóng đèn với lại cái đuôi đèn thôi. Cho nên là việc muốn cố định nó vào một cái vị trí mà chúng ta ưng ý thì nó sẽ gặp không ít khó khăn. Tại vì muốn cố định nó vào thì chúng ta cần phải có một cái gì để gắn lên. Và đôi khi là cái chỗ mà chúng ta có thể gắn được thì nó lại cho cái ánh sáng nó không có được như ý muốn. Ở đây thì mình đang treo nó trực tiếp lên trên cái tripod của mình. Các bạn có thể tham khảo cái cách này. Thứ ba là vì sử dụng điện trực tiếp cho nên là nó sẽ rất là nguy hiểm đối với một số anh em nào mà còn nhỏ, hoặc là những anh em không cẩn thận thì cũng sẽ rất là dễ bị điện giật. Thứ tư đó là chúng ta khó điều chỉnh được cái cường độ sáng của nó. Chúng ta có thể điều chỉnh bằng cách là dùng giấy bọc nó lại cho nó giảm cái độ sáng đi. Nhưng mà nó cũng rất là khó để đạt được như cái ý muốn của chúng ta. Vì đây là một cái bóng đèn tròn cho nên là đôi khi cái bàn nó quá dài thì nó sẽ bị cái tình trạng là một chỗ sáng, một chỗ tối. Và nó rất là dễ bị đổ bóng, gây cái khó khăn trong quá trình mà chúng ta điều chỉnh cái ánh sáng cho nó phù hợp. Và nếu mà cái bàn của bạn nó có phủ một cái lớp sơn bóng thì nó sẽ rất là dễ bị hắt cái ánh đèn lên, nhìn khá là kỳ, hồi xưa mình hay bị cái này. Thì để tiết kiệm thời gian và để đơn giản hơn thì chúng ta nếu có điều kiện nên sử dụng cái loại thứ hai, đó là một cái đèn LED selfie. Cái này thì bạn nào mà chơi TikTok thì chắc là biết cái này. Cái này mình cũng mua được một thời gian rồi, thì hồi trước mua là 300-400 ngàn gì đó mình không nhớ, và mình cảm thấy là nó khá là tiện. Khi mà quay clip thì mình chỉ việc để nó kế bên thôi và mình bấm nút. Nó sử dụng một cái cổng USB cho nên là mình có thể kết nối với laptop của mình và sử dụng bất cứ lúc nào, chỉ cần có cái laptop là sử dụng được, không có cần phải ổ điện, ổ điếc gì hết. Và nó cũng cho phép các bạn điều chỉnh được chế độ sáng, ví dụ như là ánh sáng cam, ánh sáng xanh, ánh sáng trắng.
Và cái cường độ sáng các bạn cũng có thể chỉnh được luôn, ví dụ như là sáng mạnh, sáng yếu, nó có nhiều cái nấc để cho các bạn chọn. Ưu điểm thì cái này nó setup khá là đơn giản, chúng ta chỉ việc gắn lên cái chân và chúng ta để kế bên thôi, và bật lên là cái ánh sáng của nó cũng đã đủ cho cái mặt bàn của mình rồi, nên là thường là mình sẽ không có để ý quá nhiều tới cái việc setup. Với cái bóng đèn LED thứ nhất là cái ánh sáng của nó sẽ tập trung ở một điểm và nó sẽ mờ dần ra xung quanh. Còn đối với cái bóng đèn LED này thì với cái thiết kế hình vòng tròn như vậy thì cái ánh sáng của nó sẽ đánh đều ra khắp cái mặt bàn, thì nhìn nó sẽ dễ chịu hơn và nó sẽ dễ điều chỉnh hơn. Cái khuyết điểm thứ nhất của nó phải nói đến là cái giá của nó khá là chát. Tại vì một số bạn là mình biết mua cái remote là 200-300 ngàn là các bạn đã cảm thấy là khá là sót rồi. Huống hồ chi đây chỉ là một cái đèn thôi mà 300-400 ngàn, thì các bạn sẽ phải tự trả lời những cái câu hỏi như là liệu các bạn có cần đến những cái đèn nó mắc tiền như vậy hay không. Thứ hai đó là mình thấy là nó hơi chiếm diện tích, tại vì mình đang sử dụng một cái chân riêng so với lại cái chân gắn máy ảnh của mình. Bạn nào mà sử dụng điện thoại thì chắc là có thể gộp lại thì nó sẽ gọn hơn, nhưng mà mình vẫn thấy là nó khá là cồng kềnh. Như là đối với mấy bạn mà đó giờ quen gắn máy ảnh trên cao, kiểu các bạn dùng cái chân bạch tuộc hay là cái chân khỉ các bạn gắn ở trên cao, thì bây giờ tự nhiên các bạn phải để một cái chân to đùng như này ở dưới đất kế bên các bạn thì nó sẽ hơi phiền phức. Ok, thì mình đã giới thiệu với các bạn xong hai cái loại đèn mà mình đã dùng để mà quay những cái clip trên cái kênh của mình. Thực ra là còn nhiều loại nữa nhưng mà mình cảm thấy là nó không có thực sự hiệu quả. Thực ra là nó cũng đã hư hết rồi, nhưng mà bởi vì nó không có hiệu quả, ví dụ như là cái ánh sáng của nó không có được mạnh, hoặc là nó rất là khó để mà canh chỉnh cho nó hợp lý. Cho nên là sau khi nó hư thì mình mới không có mua lại một cái giống hệt vậy để mình sử dụng tiếp. Rồi ok, thì nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ cho cái kênh của mình ngày càng phát triển hơn. Và cảm ơn bạn đã xem video mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.